Tại Giải sợ xe xe lầm dấn lố hay vậy, vậy làm sao là bình giữ đáp án đúng không? giờ ý là bây giờ tại vì em làm gì em sợ sensei nhấn lố đánh lộ đáp án À nhưng như mà sensei với mình là Vương có chơi đi nhưng thì mà ý là em có đáp án giữ thẳng trong tay chưa? dạ rồi chứ trời đó rồi cho nên ok là yên tâm sensei ơi, rồi 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 công 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 bố an luôn tâm hay đi, là an làm tâm ấy từng tự nữa nó công lại bố? không có đáp án thì làm từng câu chứ Ok đó, làm là rồi ok rồi rồi vậy giải đó, thích từng câu, rồi bình nói công chung là bố giờ đáp án đừng đừng đi. ai đọc hết, tức là mỗi mình tự làm ra đi rồi xong hồi nào bài qua cho mình vậy đi À đúng không, thôi làm giờ luôn đi, làm giờ luôn đi chứ mất công nó tốn thời gian. chưa hiểu chưa hiểu cách Không ý là làm luôn nói luôn là giờ nè, sao, thì bây giờ mình ý là làm giờ đọc rồi xong rồi mình chọn đúng chọn luôn à, à. Còn A B C D rồi, đáp án A, một là A còn của Thư không biết, cổ chọn đáp án nào. à Rồi giống em đi rồi của A luôn đúng vậy mình. Bông này chắc sân xe thắng luôn á đoạn Nhật Bản luôn à đâu có đâu, đúng rồi không có đâu, thì tự do các bạn thấy đông là nó nằm ở phía đông rồi, mà nó tây, các bạn biết Việt Nam nó nằm đây thì Nhật Bản nó nằm đây, Hàn Quốc nằm đây, Trung Quốc nằm đây, thì nhìn vô bản đồ thì các bạn để ý là các bạn thấy thôi chứ có gì đâu. Rồi còn có mấy câu khó là đã biết rồi, tiểu học ở Nhật Bản học bao nhiêu năm? Quá dễ, cô Thương chọn trước nào. chỉ là bữa đó em nói rồi á, hình như 6 năm đúng không? Trời ơi ông Bình vẫn chơi bẩn, mấy câu này là Ok vẫn chờ lấy kiến thức mình vẫn đố lại mình rồi ơi. giải trí. Rồi Ô, mình biết thầy học tiếng tiếng Hàn nữa chơi bỏ bỏ từ lại vô nữa để Trời ơi, cô A dĩ sao trời. Dễ quá. trời ơi Này là có học, này là trời ơi, tiếng Hàn cũng biết chứ bộ, chứ không không biết nhiều chứ cũng biết sơ sơ nha. đúng rồi. Queen đây. Cô Thương đọc lại từ đây này. À, Mitsubishi, với lại đó là Nissan, Nissan, Honda. Nissan và chữ này, chữ đang đọc lại này. Mitsubishi. Còn cái chữ đây gọi là win, cái là Hyundai hả các bạn, là chữ chữ đại á, win t tiếng Hàn rồi, win t, mà còn Hãng mình xe qua đây hơi mình đọc là nổi tiếng. win day, tiếng Hàn là win Dạ. t. Ok. Rồi Dễ mà. quên chưa chọn Giải đáp trí. án nhé, quên quên thấy chọn đáp án thì bằng mình vẫn công bố đáp án A nha mình. Dạ. Rồi, cô Thương chọn đáp án trước đi. Ok, một công trình kiến trúc do người Nhật xây dựng, đó là công trình nào? À, chọn chắc chọn nói chung loại Nổi C tiếng rồi luôn. đó. Đúng rồi, cô C. Rất là nổi tiếng luôn hơn. Nói cô C bên ơi. Không nha. Sensei. Không thì chọn lại đi. Nói chung là cô loại cô C. Câu còn câu A với câu B câu D thì tờ chờ xíu. Đừng có sử dụng mạng nha, không phải chơi chơi thật Nghĩ lòng nha, sao ông? Đấy có dùng gì đâu. chỉ để Chọn hiểu là hiểu biết thôi. Chắc rồi. chọn loại chọn 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 A đi. Rồi đúng mình, cô A hay là cô C? Sensei chọn nào? Sensei chọn nào? Cô C, phố cổ Hội An. Dạ sai hết rồi, cô B chùa cầu. Rồi rồi mình cung cấp về cái kiến thức chiều cao thử nào, có Rồi dạ không em chỉ u soạn này thôi, sáng mẹ thôi hả, phải cung cấp soạn chiều cao để biết chứ. Rồi ok tiếp quá, hay rồi năm mới biết, nói chung là okay. cảm ơn bọn mình vẫn cung cấp được cái kiến thức này ha, chứ không không để ý rồi. Nhìn vô trong đây nhìn cái hình tượng nó Hội An thiệt luôn á chứ, nhưng mà biết là câu Hội An là của Việt Nam mà. Hội An là ở Việt Nam. Sẵn cung cấp cho các bạn mà một cái kiến thức nữa nè, ở Quảng Nam nó có một cái trường tiểu học tên là Junko, trường tiểu học Junko do cô người Nhật ha, cô người Nhật họ qua đây
và của qua của công tác cũng thiện nguyện đó, nhưng mà của mắc ha, và của có công ích đó, thì cái người quận Nam á lại tưởng nhớ của và thành lập cái câu trường trường đó là trường đặt tên của học là trường Junko của ở ngoài quận Nam, và đó là tên của người, một cô người Nhật hình như là 21 tuổi mà mất. Rồi qua đi tiếp ha. Ngọn núi nào cao nhất Nhật Bản tính từ mặt nước biển trở lên? Oh my gosh. Thư. Trời, vô sĩ. Rồi đúng rồi ha. Cao bao nhiêu mấy? Lâu lâu có Không vùng bình. nhớ nhưng mà biết là gì muốn phu sĩ thôi. Lâu lâu có vùng bình bằng giải trí. Rồi, 3.776 mấy ha, tính từ mực nước biển lên ha. Đây, bài vẫn chơi vẫn gợi ý. Rồi. Vẫn chơi. Bình máy câu hỏi rất là sáng tạo luôn và cứ gợi ý có đã để cái hình thật to tổ tướng nữa vô à, và nó nằm ở tỉnh là tỉnh nào Bình biết không? Fuji nằm tỉnh là Shizuoka ha. Rồi nó Shizuoka là cái tỉnh mà nằm giữa Tokyo và Kanagawa. Shizuoka là các bạn có thể ở Tokyo và Kanagawa vẫn thấy được cái núi Fuji đó luôn. Mà cái núi Fuji này thì nó thuộc tỉnh Tây Ninh Bà Đen. Giống như núi Bà Đen vậy đó. Rồi. Các bạn biết một điều là núi Bà Đen là cao 986 mấy, là nó cao nhất của cái vùng Đông Nam Bộ mình luôn ha. Rồi tiếp. Vì sao người Nhật lại kỵ số 4? Oh my god. Chọn B. Cái đây hình như là ngày xưa là hình như hầu như là mấy cái đây là có chia sẻ hết mấy các bạn ta. Rồi. Tại sao lại chọn B? C. À si ha. Si là trong từ từ tử các bạn. Từ từ si này là trong từ tử là chết chứ. Có những khách sạn họ họ kỵ tới số 9 nữa. Là trong từ Kuro là cực khổ nên họ sẽ bỏ tầng vậy. Thế rồi mình vẫn chờ bằng đánh đố quá, không biết có cao được khó khó không, chứ mấy cao này là lấy kiến thức của mình chia sẻ lại vẫn chơi vẫn kiểm chứng lại đây. Chết tôi. Sao mấy cái cao mà lấy mấy cao mà chỉ mình vậy, lấy mấy cao mà chia sẻ rồi bây giờ chọn vậy. Rồi cô Thương Chưa không? mà nên xem tỉnh Dạ. G4 bữa mới nói mà. Rồi, Hokkaido, Honshu, Kyushu, Okinawa. Được chưa? À, lúc trước bạn Bình vẫn vẫn nhầm, vẫn ghi là năm rồi sửa lại cho bạn Năm. Đúng nhé. rồi, đúng rồi. Hồi đó có Có sửa nhớ. lại cho bạn, vẫn nhớ không đó. Rồi tiếp. Rồi, oh my god. Ủa? Sao nó không có đáp án lúc này? Rồi. Cũng có mà. Rồi, rồi, biết biết rồi, biết rồi, biết rồi. Rồi cô Thương chọn nào? Nói chung là loại câu D rồi đó. Cô đi Từ lại để chắc coi. rồi, chính xác. À, chữ hon và chữ kêu si cô cừ. Si cô cừ cũng loại luôn. A với C. Chọn C đi. Cô Thương chọn sale không? Kêu siêu thôi rồi thôi chọn cho các cái bán đi. Bình là A và C, chọn của A, của A tự nhiên nó nằm bên đây, kêu siêu nó nằm bên đây. Hon siêu thì nó gần ở Okinawa, mà Okinawa thì nó có trồng được mía rồi, nó trồng khí hậu nó vẫn là gọi là nét tay gọi là nhiệt đới đó. Bình công bố kết quả nào. Em tìm thì là có cây đồ Hokkaido hả? kiểu Rồi. như Ủa? là nó là khí hậu nhiệt đới gió mùa gì á, trồng bữa em coi đó mà đem coi lại. Đây hình như đáng lẽ là nhìn vô là bốn cái hòn đảo đây là hư là lạ này, tại do thật sự đáp án
là chính xác nhất là Okinawa. Okinawa. Đúng rồi, mà mình không biết mình sao lại chọn ở đây nên nên sẽ chọn cái này có thử, tại vì có khi là cái chỉ có cái Okinawa đây nó mới gọi là nét tay là nhiệt đới giống Việt Nam mình thôi. Sao Thái Bình lại chọn không có đáp án trong này, nên hỏi mình để kiểm chứng thôi, chứ đáp án chính xác là Okinawa không biết mình lấy mấy cái đây là dữ liệu đâu và có cơ sở không, chứ đáp án hình như là chính xác là Okinawa nha. Theo kinh nghiệm học và trải qua quá thì đáp án chính xác là Okinawa. Các bạn biết là Satokibi á, Satokibi là cái mía, Satokibi Yushu là gọi là nước nước mía, thì chỉ có Okinawa và cung cấp lên với giá là 500 yên một ly, tức là khoảng là 100.000 mình một ly á. Ở mình Việt Nam mình bán 10.000 đúng không, nhưng mà ở Nhật nó bán 100.000. Thì từ cái tỉnh này không và dắt từ Fujitsu là dắt dắt từ Fujitsu là trái mít ha, là Dragon Fujitsu trái thanh long là ở chỉ có Okinawa trồng được và mang lấy nha. Đó thì mình xem lại cái đây ha. Còn tại do Kyushu nó nằm ở đây, còn Honshu nó nằm đây và Shikoku nằm đây, nên họ thấy nãy nhìn vô là thấy không thấy có đáp án rồi, nên hỏi bình lại cho chắc. Rồi. Oh my rồi Bình. Nhà cô Thương, cô Thương. Doctor Doctor Sam nè. San. Nhưng mà tiếng Nhật là bác sĩ là Isha đó. Ủa sao giờ chọn án? Nãy không nhìn thấy câu D em ơi. Nhìn và chọn lại được không? Được được. Cô chọn D phải không? Rồi em chọn UC nha. À đúng rồi, đó em cũng có nói á, nhưng mà lỡ chọn sai kệ đi. Đúng rồi ha, em nói là cái chữ sensei đó là giáo viên với bác sĩ như nhau ấy. Luật sư, giáo viên, bác sĩ và người cách gọi thì người ta vẫn gọi là sensei. Còn isha là nó dùng là chức vụ ha, nghề nghiệp. Còn đây bạn nói là người ta gọi, nên sẽ dùng câu câu C. Đúng mình. Dạ đúng. À, mày quá không bị lừa giống. Thấy chữ isha cái chọn isha là sai ha. Rồi. À, tự sensei, tự sensei nó còn kính trọng nha các bạn, những người mà có chức vụ vậy đó thì mình sẽ gọi là sensei, nó gọi là kính trọng ấy. Rồi điều cấm kỵ khi vào nhà tắm công cộng ở Nhật: A khỏa thân, B để giày ngoài sảnh, C có hình xăm, D cho trẻ em dưới 12 tuổi vào phòng tắm khác giới. Rồi tôi thường lựa chọn nè. Cái Để dài ngoài sảnh. gì rồi nó giờ là chưa tìm hiểu kỹ về văn hóa của người Nhật rồi. Irezumi là gì? Vừa trước chỉ từ Irezumi là gì? Hình xăm. Irezumi là hình xăm ha. Đáp chính xác là câu C. Còn từ khóa thân này thật sự là người vô các bạn tắm thì người ta chỉ phát cho các bạn là cầu một cái miếng miếng khăn dài vậy thôi, nào để sau các bạn quấn quấn người hết rồi thôi, mà mình tắm sạch ra ngoài trước này đó, bạn vẫn để cái hình rất là thiết thực luôn, nào ai cũng ngồi mình lên cái ghế như thế này và tắm sạch sẽ ngoài trước rồi mới vô cái phòng tắm này, và trong đây nó có rất là nhiều kiểu, nó sai rất là nhiều kiểu luôn. Là massage sao? Cái gì cái tắm Là công em nói cộng đây là massage vậy? cái gọi là onsen đó nha, cái đây là gọi là onsen, onsen trong nhà. Tắm nước nóng. Ừ, tắm nước nóng. Khỏa thân thì người ta gọi là hakashi. Okay. Hakashi là gọi là khỏa thân, là thể à, nu á, nu đồ, nu đồ.
thì là hóa thân có hình xăm ha, tattoo hoặc là irezumi. Rồi thôi cho cái này khỏi cần công bố kết quả nha Bình, để cho Bình cho những cái đáp án nó biết kết quả rồi. Rồi cái này chẳng qua bằng Bình vẫn chép lại cái kiến thức là à, có thật sự là học có biết không ha. Một chú chó giống Akita nổi tiếng với sự trung thành của mình ở Nhật Bản, Hachiko, Hachiki, Inutan, Hachoki. Rồi cô Thương à, đúng rồi ha, lúc trước là có nói rồi phải không, mà dù gì cũng cảm ơn bằng Bình vẫn cắt công vẫn làm nha, cũng tốn thời gian lắm á. Rồi cố đô của Nhật Bản là gì? Rồi cô Thương. Kyoto. À đúng rồi ha, cố đô là Kyoto. Cố là trước á, là quá, là những người phía trước á. Trước là năm 1886 thì sau năm 1886 thì mới là đến Tokyo. Tokyo, nhưng mà các bạn biết một điều là Tokyo nó là thủ đô tạm thời thôi. Có người nào họ nói là à thủ đô Nhật Bản là gì thì trả lời là Tokyo, nhưng mà các bạn biết một điều là nó gọi là thủ đô tạm thời chứ thực sự là các bạn người ta nói là à, Nhật Bản không có thủ đô cũng được, các bạn đừng cãi ha, tại do nó gọi là thủ đô tạm thời. Đáp án là C. Bình có câu nào khác thì sẽ chọn đáp án sai thì Bình nói nha. Rồi lễ hội ngắm hoa Hanami ở Nhật thường được tổ chức vào tháng mấy? Tháng mẫu tháng ô rồi cô Thương này cô không biết là chọn đại nè. Ôn lại kiến thức. Rồi sai, ngày 10 tháng 4 gọi là Manka. Manka là hoa nó nở ha, Manka là hoa nó nở, là nó nở bằng tất cả cái nó nở xài đó, nó để nở đẹp nhất, nó rũ gọi là Manka. Thì nó đẹp và người ta sẽ vừa ngắm hoa, đây cánh hoa rơi thì Hanabara gọi là cánh hoa, và nó rơi xuống cái cây này, và mình ngồi dưới cái cây mình uống rượu và mình nhâm nhi đồ cái màu á. Hanabara là giống như là hoa hồng mà. Không. Hanabira là cánh hoa, cái cánh hoa nó rớt xuống á. Ok. Hanabira là cái cánh hoa nó rụng rơi á. Ồ. Từ mami nó bằng từ freezer gì á, trong từ món khai vị á, hồi xưa mami thì cái màu nhắm thì màu nhậu á, thì người ta gọi được cái thức ăn uống với cồn bia rượu thì người ta sẽ gọi là otsumami. Rồi đáp án là tháng 4 ha. Đây là kinh nghiệm sống ha. Rồi tiếp. Trong tiền tệ Nhật Bản không có mệnh giá nào sau đây? Oh my god. Rồi cô Thương. Ba trăm. Đúng rồi. Tại sao các bạn lại không tìm Việt Nam mình cũng không có số 300, các bạn biết tại sao không? Rồi. Tại sao người ta bán vị trứng là người ta thường là bỏ 6 quả hoặc là 4 quả? Đó. Thì cái là nó sẽ giống như vậy. Các bạn để ý, bạn nào mà mua đi chợ để ý thì thường nó, thì quả trứng thường nó thường là để kiểu như nó xếp làm 10 á. Ví dụ như là 2 đó là, ví dụ như cái đồng 5 yên này cộng lại ví dụ 10, 10 yên này nó chia được cho 5 yên 1 yên không? Nó chia hết không? Thì nó gọi là nó không chia hết cho ba này. Thì có ai người ta sẽ xếp quy lại vào hàng chục ha. Thì nên người ta sẽ làm như vậy. Nên không có tờ 300 yên như vậy. Là sao cô chưa hiểu lắm đó? Là quy hàng chục là sao? Rồi, ví dụ như 10 yên đúng không? Một, năm. Đây, thì 10 đây, nó sẽ chia hết cho 5 và chia cho 1 đúng không? Rồi tiếp, đúng 50, rồi. 50 chia hết cho 5 1 không? 50 chia hết cho 10, chia 5 cho 1 không? Đúng rồi. Rồi 100. 100 chia hết cũng cho vậy luôn. 2 không? Đó, đây là nó sẽ sắp xếp như thế này, và người ta
tính lên cho nó dễ tính được không? Còn không người ta không, thấy chưa? Mà số 3. Đây là cái cách đếm tiền trong trong hệ tiền tệ ha. Rồi, đó đáp án Cho chính nó áp xác rồi. dụng cho tất cả các nước trên thế giới luôn thì phải. Đúng rồi. Nó tại sao đó là người nhiều nước họ sử dụng cái tiền 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 coin này để nha, nó chống tham nhũng là vậy, nó gọi nó sát nút á. Các bạn nghĩ sao, ví dụ như là thối không không được thiếu à, ví dụ như Việt Nam, ở Việt Nam mình đúng không, ví dụ như mình mua lại cái nó không có tờ 500 đồng, nó thối lại đúng không, à, đưa 2 cục kẹo, các bạn có gặp trường hợp đó chưa, đưa 1 cục kẹo hay 2 cục kẹo khi mua, các bạn mua đồ có bị trường hợp đó Đúng rồi. không, à, có dạy buổi sau cái mình mua cái mình thiếu 500, mình đưa 2 cục kẹo cho người ta được không? Không chịu nha. À, không chịu sao lại vậy, sao người ta lại đưa mình chia tay lại, thì ở những nó sẽ không có làm, nói chung họ cái đó là nó sai sai, nó đùa vui thôi, nhưng mà trong cái tỷ số đoá hóa người thì người ta sẽ quy ra đi, cái tặng số là một 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 y một đồng vậy luôn hơn. Ở Việt Nam mình có nhiều cái rồi như ship đến giờ như có cho bảy bảy mười mười 11.100 thôi đúng không, thì người ta nói là quy lên 72.000, ví dụ là không được đâu nha các bạn, thực sự nếu mà quy là tự nhiên mình cứ à, mình kêu không đáng bao nhiêu mình ấy, nhưng mà mấy nước này nó phải rõ ràng như vậy, chứ còn nếu mà từ cái đây số ít mà cộng nhiều 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 nhiều, nhiều xong thêm một cái chuỗi nhà hàng thì cái chuỗi nhà hàng nó sẽ mắc bị mất uy tín đó. Nó nên người ta sẽ rơi nha. Bạn hiểu lý do tại sao nó không có đồng 300 y vậy chưa? Rồi tiếp. À, chữ đây là chữ rê qua, hôm nay gọi là ổng mới à. Chữ này là Trời lộ rồi. lại. Trời ơi. Ok. Lộ. À, Rewa là ông Suga đây, ông mới cuối tháng 9 này và ông đã thoái nhiệm kỳ và ông mới lên rồi ha. Đó. À, đời thứ 35. Đó, về nhiệt. Đây là trước Rewa là cái Heisei ha, Heisei rồi tới tới Taisho và tới Meiji. Đó. À, lúc trước ở bên Nhật là cái thời Heisei, rồi xong mới mới 1 năm nay nó mới lại cứ đổi một cái ông khai vị một thượng tướng thì nó đổi, và đất nước Nhật Bản thì nó vừa xong thủ tướng và gọi là minh hoàng đi song song với nhau, thiên hoàng, các bạn bạn gọi là thiên hoàng. Tại sao các bạn biết là vẫn giữ lại thiên hoàng không? Ngày xưa các bạn biết là ở nước Nhật là một đất nước là nó động đất sóng thần này nọ thiếu cực kỳ, nước nó đất nước nó cực kỳ nghèo khổ luôn, nhưng mà nó vươn lên là do cái ông thiên hoàng minh trị này, ông đây, các bạn nào mà học lịch sử thì sẽ biết cuộc cải cách thiên hoàng minh trị thì ông mở ra và nước Nhật nó đi xâm chiếm này Triều Tiên này, xâm chiếm Hàn Quốc này, Trung Quốc này, nó lấy nó hợp tác lại nước phát xít ấy. Nó chia sẻ cái nó chia rẽ và nó cắt đất nước Trung Quốc thành là cái bánh á. Và nó cũng năm 1945 này này, hôm nay là nó qua Việt Nam mình, nó bắt dân Việt Nam mình là nhổ cỏ trồng đay, nhổ cỏ trồng đay và khiến cho Việt Nam mình cũng 2 triệu người chết vì nạn đói. Nên đó là vì sao mà nhiều người ngày xưa chiến tranh vắng là Nhật là vậy ha. Nhật nó bị 2 quả bom cũng không có ăn uống đâu các bạn. Các bạn biết rõ sự thật của một ổ bánh mì là đất bánh mì, còn nửa ổ bánh mì không phải là bánh mì, là cũng có nói các bạn rồi ha. Bạn biết cái sự tích Tân Châu Cảng chưa? Bên. Dạ biết biết. À, đó. Rồi, cái này là trúng sở thích của Bần Bình đây. Lúc trước có mua mấy cái giá như thế nào, mà nó không có đẹp như vậy ha, đem lên một bình bằng xếp, quá trời hình luôn, rất là đẹp luôn.
Rồi cô Thương, cái này gọi là gì? gấp giấy. Rồi, origami còn có một người anh em là kirigami. Kirigami là gì? Rồi, rồi ori là gấp, kami là giấy, nhưng mà nó ra origami là ghép giấy. Rồi chữ kiri là cắt, gami là cắt giấy. Ha, vậy nghệ thuật gấp giấy là sai. Và nghệ thuật cắt giấy ha. Nếu như có tờ giấy đó người ta sẽ ghép 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 lại và người ta cắt thì nó ra một cái áo mà nó theo á. Đây này, đây cái này gọi là cắt giấy này. Không, mình cắt rồi nó ra có hoa này. Thấy chưa? Đây mới gọi là cắt giấy nè. Được chưa? Chứ không phải là gấp giấy nha. Từ kirimat á, các bạn biết không? Rồi. Đáp án là cô Thương biết chưa? Biết đáp án chưa? C. À. Còn những hình như thế này, bằng bình bằng gấp như thế này thì mới gọi là gấp giấy. Con này cắt này. Rồi, à tín ngưỡng đông phần đông của người Nhật Bản. Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Thần giáo, Hồi giáo. Rồi cô Thương. C. Câu C hả? Thần giáo. Nói đến nhắc đến Kyoto là các bạn nhắc nhắc đến gì? Và ở Kyoto nó có Kitô giáo. cái Thiên Chúa giáo Nhật nhé. Tín ngưỡng Thiên Chúa giáo Hồi giáo không thấy luôn. Có một cái đạo Nam-myoho-renge-kyo. Ơi, cái này cũng không có rõ lắm ha. Rồi, có người ta cầm cái sợi dây và người ta bỏ tiền vô, người ta đập cái tay và người ta tụng á, người ta cầu á, nguyện á. Câu câu C đúng không Dạ đúng mình? Cái cổng đây gọi tên gọi là gì bạn nào biết? rồi. Cổng tôi À, Torii ha, Torii đó, Torii là cái cổng. Tại sao nó lại được người người, người Nhật thờ phụng các bạn biết không? dạ, tại cho dù nó có sống thần thì nó cũng đứng yên, nó không có bị gì chứ. Nhưng mà trước nó là cái sự tích mà nó bầu như những cái ngôi chùa này nó bị cháy rụi hết. Nhưng mà cái cổng trời này nó có bị ảnh hưởng gì không? Nó không có bị ảnh hưởng hết, không có đụng chạm gì hết nó hết. Thì vẫn đứng sừng sững vậy nên người ta thờ là lý do vậy. Nên các bạn biết là ở Đà Lạt hay là Bình Định rồi nó cũng có những cái kiểu như du lịch vậy đó, và người ta sẽ làm ở những công trình ở nước Nhật vậy luôn ha, giống y hệt chị luôn. Rồi cô Thương Bầu dục. đúng rồi, cái này gọi là gia kiêu á. Gia kiêu ở tại dân Nhật, nó Nhật là hàng nó theo kiểu như của Mỹ ha, nó thích bóng chày hơn bóng đá. À, cô Thương chọn bầu dục hả? Đúng Bầu rồi, dục sai cũng sai mà. rồi. Ok cô D nha. À, cô Thương cố tình chọn sai chứ không phải cô không biết là nhà mình. Không biết Rồi. Rồi rồi. để à, chắc là do bình chữ nhỏ này thường đọc lên. Rồi tiếp, đồng phục học sinh nam ở Nhật được gọi là gì? Rồi cô Thương. Chọn D. Cô D, Garanku, Gakuran, Yukata, Sailor. Hai cái này là bỏ này, cái này không, cái này là nghĩ là A, và B là bỏ rồi. Gakuran, Gaku thường nó đi với Gaku là của C đúng này, nó về Gaku là cái học đó. Ran là cái kiểu như xếp hàng nó đồng loạt đúng mình.
Đúng rồi. Tôi nãy giờ chọn cố tình chọn sai miết hơn. Chung là cô không có biết cái này thiệt. Bình hôm nào mà giả bộ thử thách về làm một cái mà bên bên nước Anh thử nha. Thường rồi, không có sai đâu á. Rồi tiếp. Người Nhật thường ăn gì vào lễ Giáng sinh? KFC, mì ramen, bánh đậu đỏ, gà tay nước. Rồi, cô Thư. Chọn C. Cô C à? Rồi, Ừ. Giáng sinh là ngày 24 tháng 12, tức là ngày 25 luôn á. Bình thường mình gọi là mình ở Việt Nam mình là ngày 24 tháng 12, nhưng mà bên Nhật nó gọi là tối cái ngày của ngày 24 sang ngày 25 thì người ta bất chước của Mỹ, người ta vẫn ăn gà tây. Người ta mua gà tây Dạ không phải KFC KFC sensei u sao lúc trước mình đó thấy vẫn gà tây người ta bán rất là nhiều luôn ha, trong mấy cửa hàng đi siêu thị này nó rẻ lắm các bạn. Có một con nhà đúng không, ví dụ như có xin một xin 600 yên à, gọi là 300 mấy ngàn á, mà nó bự lắm kìa, một mình các bạn ăn không mấy đâu. Rồi tiếp, cái cô thương bánh đậu đỏ là ăn vào dịp nào biết không? dẹp Hanabata bữa làm đó là Hanabata tịch á, đó Hanabata là ngày thất tịch á, ngày 7 tháng 7 á, là ăn để mục đích là để làm gì đó. Người ta mày treo lên cái biết có cây tre á, người ta treo lên và người ta cầu nguyện ha. Karashi ga dekimasu ni, đó vậy đó. Rồi tiếp. Người Nhật có nhóm máu gì nhiều nhất? Đây công nhận câu đây hỏi hai này. Ở người Nhật họ qua Việt Nam mình hơn, họ đi qua nước khác họ phỏng vấn thì họ toàn phỏng vấn nhóm máu này. Rồi. Nhóm máu, máu O là nhóm máu cho. Nhóm máu O là nhóm máu 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 cho. Nhóm máu AB là nhóm máu nhận. Và cái giờ nó biến thể thêm, thực sự nó có bốn nhóm máu, nhóm O, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm A, nhưng mà bây giờ thì nó cộng lại nó có thêm một cộng lên nữa thôi. Chứ thực sự nó có người thì có bốn nhóm máu chính thôi. Và người Nhật cô thương nào? chọn D quá. Nhưng máu B thì người Nhật họ không thích, tại do ví dụ như có những máu B mà ở chung tập thể thì họ lại lại kiểu như cãi nhau nữa, thì họ không thích những máu B. Khi phỏng vấn nói về những máu B thì họ kêu người đó thì nóng tính, nóng giận ha, dễ gây xích mích khi sống tập thể. Rồi đáp án chọn vẫn là đáp án ô bình Hồng đáp án nhóm mẫu A. nút A. O là Việt Nam mới nhiều, A là Nhật, tại vì nhóm máu A là những thể hiện tính cách của những người sống khép kín ở bên đó. Em tìm hiểu. Ok, nào nhóm máu A Nếu như mà A khép kín thì B nó không có khép kín, hay là B nó như nãy sao? Không hiểu. B là cái nhóm máu nóng tính nha, khi sống tập thể thì Nóng lại tính kiểu à? À, nóng tính. người ta người Nhật họ khi vấn thì Ok. họ hỏi mình nhóm máu, mình nói thấy nhóm máu B thì họ cũng không thích cho lắm thì sống tập thể. Ok. Các bạn chưa thấy đâu chứ con gái mà sống với nhau đánh nhau bình thường thích nhau ghê lắm đó các bạn, chứ đâu phải con trai không đâu. Rồi à, đúng rồi ha. Rồi cô Thư nào. Chế nào chế nào ra đây. Phong văn Chọn chọn câu B. cô B à. Hirohito à? Hình như Tại là thấy cái người mà tên là Hiro là cô đang xem vlog. Chắc vậy. rồi là đáp án là cô A con Bình. Dạ không, Nhật Hoàng hiện tại của Nhật Bản là thứ hai 126 là Naruhito. Còn Nhật Hoàng Akihito là cha của Nhật Hoàng Naruhito, Đúng đã rồi. thoái vị từ năm 2016.
Và ông đây hiện tại là Naruhito. Ok. Còn cha của mày là Akihito này. Em sẽ muốn em nói hết những người trong này luôn. Nói Rối. đi. Cái B Nhật Hoàng Hirohito á là kiểu như là ba của Nhật Hoàng Akito, ông nội của ông này, của ông D. Còn cái C này á không phải Nhật Hoàng mà là chỉ là thân vương thôi, em ghép vô. Chỉ là cháu 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 thôi chứ không phải gì. Và Mà không biết Sensei có biết không, là ở người Nhật Nhật hoàng hoàng gia Nhật Bản là không có họ, chỉ có tên thôi. Là nhưng mà tên của nam á là phải có chữ Hito đằng sau và nữ phải có chữ cô là chữ tử, còn Hito là chữ nhân. Chữ nhân này nè. Chữ nhân nó có bộ nhân đứng trước này phải không? Dạ đúng rồi. Dinh này phải không? Mình đúng chưa Đúng nào? rồi, đúng rồi. Dạ Ok. đúng. Rồi. Là ông đây là Naruhito, còn cha của ông là Akihito, còn cái ông nội đúng không? Ông nội gọi là Hisahito. Không, ông nội là hero. Hirohito. Còn cái đây là cái thân vương. Còn khi mà có ông đây chỉ có tên thôi là tên Hito, cứ đứng sau với thiên quân. Hay hơn à, không biết. Còn Và điều còn mình biết nữ thì nữa kiểu như là phải có chữ tử đằng sau, kiểu như là công chúa Aiko hay là Sayako, Sawako, nói chung là nữ là phải có chữ cô, chữ tử đằng sau. Và con gái của ổng á, cái hầu vi dân thường các bạn, chứ không phải là cái hầu như một người người quý tộc hơn. Rồi giờ vô được mình. Không. Dạ dạ không phải. Con gái ông này là kiểu sao ta, Cái hầu nhớ không mà, xứng. nhớ cái Không, hầu con dân thường. gái của ông này không. Để em giải thích nha, tại khúc này hơi rối, tại vì tên của hoàng gia nó rối lắm. Nói chung là ông này là chỉ có một đứa con gái duy nhất là công chúa Aiko thôi, và cái người công chúa mà kết hôn với dân thường á là con gái của em trai ổng chứ không phải là con của ông này. Con gái của em trai không ạ? Đúng rồi, nhớ có cái thông dân thường chứ không phải là cái thông với thiên hoàng ha. Mấy cái này chắc là làm của thương chắc rối lắm đây, tại vì bọn mình vẫn học. À, Mấy cái hồi này anh nãy em mình vẫn 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 có biết. hỏi mình rồi, nhưng mà chị có hỏi mình là ví dụ như khi mà nếu như cái bà mà Marco đó đó mình, nếu như mà không kết hôn với lại cái ông mà đang du học bên Mỹ thì phải kết hôn với người nào thì mới được công nhận là không được từ tước bỏ ngôi vị là công chúa? Thì không được cái hôn Miễn như sao dân thường vẫn nó. ý là vẫn kết hôn của người của hoàng gia thì vẫn là công chúa, còn miễn sao kết hôn với người của dân thường thì phải bỏ đi tương phân hiệu của mình là công chúa thôi. Nhưng mà ý là Giờ nếu như mà không kết dân kết hôn với dân thường mà trong cái hoàng gia thôi là nó bị mấy đời nó phải cắt ra chứ, vậy là đa sao sao sinh con nó bị gì tật sao? kiểu như là trùng huyết thống á mình. Không, không phải, ý là hoàng gia nói như vậy chứ không phải là kiểu mình huyết thống, hiểu không? Kiểu như là có thể người này là con của tướng quân hay là con của gì chứ không phải là huyết thống, là vẫn nằm trong bá tước hay gì á, là vẫn trong hoàng tộc. Còn những người làm nghề bình thường giống như cái anh mà kết hôn với công chúa đó là luật sư á, là đâu có phải là làm trong hoàng gia đâu. Không, giả sử làm trong quân đội hay này nọ của hoàng gia thì mới gọi là hoàng tộc, còn cái anh này anh chỉ là luật sư thôi thì anh chỉ là dân thường. Thì theo luật á thì công thứ nhất á là phụ nữ không được thừa kế ngai vàng, chỉ có đàn ông thôi, ở Nhật là vậy. Thứ hai nữa là khi mà phụ nữ mà kết hôn với dân thường á thì phải rời khỏi hoàng cung, không phải là đuổi ra khỏi nước mà chỉ là làm một thần dân bình thường của nước nước Nhật Bản chứ không phải là bị đuổi luôn. Nhưng mà tự nhiên vậy để làm chi trời. Thì phải ví dụ như cô con nhà trong hoàng gia mà tự nhiên kết hôn với người thường dân mà
cái đó phải có sự bắt buộc chứ sao này, làm vậy để làm chi? Nhưng mà ý là dân thường tính là người tốt chứ bộ, đâu phải là gì đâu mà phải bị đuổi ra khỏi hoàng gia mà không sao, thay vì vào đó thì cho người dân thường trở thành một một nhân vật của hoàng gia, cho họ thành hoàng gia luôn. Tại sao cô hỏi ở Việt Nam mình vẫn có công an mà sau cái hôn với vợ, ví dụ vợ công an, người con gái là công an hoặc là người trai là công an đi, sau là cái hôn với một người mà phải xét cái xét tới ba đời chi vậy? Đâu nè, công an là có thể kết gia kết hôn với dân thường mà. Cái hôn được dân thường mà sao lại xét lý lịch kỹ vậy? Đâu có xét lý lịch đâu. Ồ, vậy cô chưa chưa rõ đó. Ủa vậy thiệt hả? Ủa là sao? Có nghĩa là cái người công an đó là khi mà cưới người vợ thì phải xét cái người vợ đó là ba đời à? Chứ sao nữa? Cái hôn là phải xét ba đời, có phải là theo ngụy không? Cha làm gì, mẹ làm gì, con nhà gia giáo không? Nói chung kỹ lắm. Đó thì cô không biết, cô chỉ biết là công an là không được đi, những người công an mà kiểu như không phải chức vụ cao thì không có được đi du lịch thế giới, rồi không được cưới Thiên Chúa vậy thôi. Xét cái chén hôn xét kỹ lắm á. Còn ví dụ như cái người đó mà có cái dấu vết nhơ, hay là ví dụ như là bị tù treo này nọ này, ngày xưa ví dụ như là bị tù treo hay là ba bị phạm tội gì đó, là đâu có được kết hôn đâu. À, hiểu. Đó, không biết tại vì do chưa kiểu như dù dù họ có đi nhưng mà kiểu như cũng không có tìm hiểu kỹ là chồng vợ người ta công an làm sao, cô không có hiểu vậy. Chưa tới mình thì không biết. Biết làm sao này cô kết hôn với người công an sao? À mà hình như là cô theo đạo mà đúng không? Hả? Cô theo đạo mà đúng không? Không có đạo nào hết á. Ủa, trên Tây Ninh mà sao không có đạo Thiên Chúa được? Nghĩ sao ba, trên Tây Ninh đạo là nó chỉ có một cái khu nhỏ xíu à. Mà đạo nói chung là Thiên Chúa là 4 năm đời luôn, là cũng không có đời nào có hết á. Có đời ông Cố Sơ là có đạo Câu Đài á, nhưng mà nó không có giữ. Nó có gì đạo một mắt rồi đạo đạo Câu Đài tà thánh mà tùm lum hết vậy. Rồi một mắt là Câu Đài đó. À. Mà nói nhà cô không có ai mà. Là ghi trong 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 cái chứng minh nhân dân là tôn giáo là không đúng không? Không. Ừ. Rồi cảm ơn này, cảm ơn Quận Bình mới biết mấy cái này rõ hơn. Đúng rồi á. Mấy này hay quá luôn. Giờ mới biết để ý chữ Hito rồi, chứ là chữ cô mà. Marco. Ừ, tại do Thiên Hoàng này họ không có. Không có họ mới lần đầu tiên mới thấy, tại do bình thường là Thiên Hoàng và tướng quân là người có họ đầu tiên mà ta. Nên mới thấy kỳ kỳ. Tại do ngày xưa là Thiên Hoàng và tướng quân là những người mà gọi là có họ đầu tiên, còn dân thường là không có họ. Và vì thế sau này nó được cải cách và người dân thường họ muốn mới có cái họ, và họ muốn mọi người gọi họ cái họ là cái vậy đó. Tức là để tránh phân biệt kỳ thị là người dân thường là không có cái họ, nên hãy họ gọi họ cái họ là lý do nó giữ. Biết bây giờ mình sau nghe là tướng mình Thiên Hoàng không có họ để có gì xem lại ha. Nhưng mà cho chị hỏi cái Bình là cái chữ Nhi Tồ này là cái người dành cho nam, còn cái cô là dành cho nữ, là tử nãy em nói, là tại sao như vậy vậy, không phải là ngược lại? Cái đó là cái họ của cái tên luôn ha, cái đó phân biệt luôn. Ví dụ như con trai với người thường là ví dụ nó tên nam tính ha, nó kiểu như vậy đó. Mà nhìn vô chứ ít đứa con trai mà đặt con gái mà đặt cái mặt, hiểu không? Nhưng mà cái chữ Hito là người, là cái người nam hay người nữ cũng vẫn được là Hito chứ. Không, nó riêng ra. Ví dụ như con trai tên mặt thì được, con gái tên mặt nghe ngay kỳ kỳ đúng không? Mà cái này họ quy cũng có cái dòng họ của họ thôi. Con gái là tên, con trai tên Diễm, nó kỳ kỳ không? Nên anh có mình có thể nghe được những tên mà mình đoán nó là trai hay gái ha. À, vậy cái chữ cô đó là chữ tử đúng không? Chữ cô mà chữ trong cô hoàng này gia. Đúng rồi, chữ cô tử này nhỏ, không phải tử Chính nha. là yếu đuối. Nên chữ cô trong từ nhỏ này, từ cô này, chứ không phải cô là cô tử nha. À, rồi, tôi hiểu. Mẹ cô đọc phân biệt vô nên có nhiều khi là nó lộn. Sẵn tiện nói về phân biệt rồi chia sẻ với các bạn thêm một điều nữa, các bạn chữ chữ mà chữ bữa trước chị ý bọn mình cái chữ chữ ai á, là chữ đó là gọi là chữ chữ phồn thể, còn Trung Quốc nó gọi là chữ giản thể, và nó còn có một chữ bộ chữ nữa mà các bạn không để ý, đó gọi là chữ dị thể.
thực sự nó chữ gì thế thì nó vẫn còn giữ lại một số ít hơn, vẫn tồn tồn tại đến ngày nay. Chữ gì thế là ví dụ như ngày xưa Trung Quốc đó, đúng không, nó xâm chiếm những cái đất nước mà Tống rồi, thì nó những cái chữ của nước, cái đất nước của cái đó họ vẫn cùng sống lại, tại do họ có chữ viết riêng và họ vẫn cùng giữ lưu, mặc dù bây giờ là họ đồng hóa hết nhưng mà cái chữ viết nó vẫn còn còn đến ngày nay, đó gọi là chữ dị thể. Thế là cái chữ dị chứ cô nghe em giải thích, nhưng mà cái chữ mà cái cụm từ em nói cô nghe chưa có rõ là dị viện nè. Dị thể nè, thuần thể, giản thể và dị thể. À dị thể, nãy giờ nghe gì mà dị thể thể gì đó, giờ nghe rồi hiểu rồi. Ừ. Chứ không phải là chỉ có song song chỉ có hai bộ chữ thuần thể và giản thể không, nó còn cái chữ dị thể nữa, hiểu Nhưng mà chưa? dị thể là bên tiếng Nhật mình học mình đụng nhiều không? Hay là Có cũng nó có cũng giữ qua bên tiếng Nhật, nó từ từ tập bài mát là từ thật nó nè, từ tiếng Trung tiếng tiếng kia nó đâu có cái chữ này đâu, cái này gọi là chữ dị thể này, chữ thật này, đây gọi là chữ dị thể này, gì hả chỗ nào? thì đây này chữ. Ví dụ như thì tiếng Trung nó gọi khoan thì nó giản thể rồi, còn cái chữ chữ của cô gõ cái chữ chữ khoan của tiếng Đài Loan nó ra khác nữa, nó nhiều lên đây nữa, Nhưng không? mà ý là người ta nói là cái sự dị thể của tiếng Nhật là nó giản lược hay là nó sao, chứ là dị thể là sao cô chưa có, Dị tức là thể là dị một là cái chữ nó khác biệt của hai cái là chữ ghi nữa. à, mà nó là do người Nhật bị ảnh hưởng bởi cái gì? Bởi cái từ ví dụ như Trung Quốc ngày xưa nó có cái kiểu như là nhiều nhiều cái khu lại, đúng không? Ví dụ như Lưu Bị này, Lưu Bị Lưu Bang ấy, ví dụ như rồi Tần Thủy Hoàng này, những người đó, đồ Tống Hàn đó, họ những cái nước họ họ chia ra, có bao giờ nghe gọi là Tam Quốc diễn nghĩa Có nghe cái tác phẩm đó rồi. chưa? Tam Quốc diễn nghĩa thì có ba cái đất nước đó, nó quy lại một đó, nó phải tầm nhắc với nhau á. Thì nước Tống là nước của Tào Tháo á, đúng không? Thì họ nói chung là họ có chữ viết riêng của họ, được chưa? Nhưng mà sau này mới bị là Tần Thủy Hoàng á, họ chinh phục thành một đất nước, trên Trung Quốc thành một á, nhưng mà vẫn cái chữ viết của đất nước Tống á, hiểu không? Thì họ vẫn còn sót lại, còn giữ lại cho vẫn lưu lưu hành đến hiện nay, thì cái chữ đó gọi là chữ dị thể, nó khác với chữ hồn thể của Bắc Kinh, nó giản, nó viết, còn chữ chữ khác với giản thể của Bắc Kinh, còn chữ hồn thể của Đài Loan là cái chữ mà nó đầy đủ và rõ nghĩa nhất khi vô nhìn vô chữ, và đó là cái chữ mà viết thư pháp, chứ còn cái chữ mà giản thể thì không thể viết thư pháp được, tự nhiên nó không có đầy đủ và nó bị cắt nát đi, cắt nát cắt nghĩa đi. Đúng rồi, nhưng mà nãy em nói là do nó bị nhà Tống còn ở bên nước Nhật á hả? Không thì đất nước Nhật là nó có một cái câu chuyện lưu truyền như thế này, là cái ông vua đó, ông vua của nó, ông muốn trường sinh bất tử ha, ông muốn cho cái quần thần của ông phải tìm ra một cái lá thuốc nào để giúp ông trường sinh bất tử, và thế là ông quy một cái trong cái triều đại thần của ông á, thì mới nói là nếu mà không tìm được là chắc chắn là sẽ bị tru di là tam tộc ấy, là cái nguyên cái làng, nguyên cái họ của ông họ lại bị giết hết, và thế là người ta chạy trốn đến một cái hòn đảo đó, được gọi là đất nước Nhật Bản hiện nay. Còn lúc trước cái hòn đảo đó nó chưa có được khai sanh, nhưng không có ai biết hết, người ta chỉ chèo thuyền mà trốn trong đêm thôi, nói kiểu cho là 1 tháng đi, là tìm phải tìm ra cái lọ thuốc gọi là trường sinh bất tử, còn không là sẽ bị tam tộc, và thế là người ta đưa dân của họ họ đi trốn một nơi và dẹp vô hòn đảo đó, là hòn đảo Nhật Bản. Hay quá. Ok. Này tím ạ. Rồi, đó đây, đúng rồi, mình phải nhờ mình mới nói chung mới giảng này đầy đủ nè. Cái bà đang là cái bài nhà văn rồi bữa trước nói này. Tại sao bà được lên cái đồng tiền 5 500 yên đây? Bà là thứ gì đây?
Chữ viết cha. À đó, một người phụ nữ mà không có học hành gì hết mà lại trở thành tiểu thuyết gia, thấy thấy vĩ đại không, thấy tài Bằng tài năng nào không ta? nha. Bằng cách nào? Tức là Kiểu bà làm tiểu thuyết gia bằng cách nào? Bằng cách mà bà có khiếu tự nhiên chắc, bẩm bà sinh viết à? hình như là 22 cuốn sách ha, 22 cuốn sách đó. À, không làm thì vậy, các bạn có thể lên lên mạng đọc về cô bà đây, bà rất là giỏi. Vậy là bà kiểu như bà bẩm sinh đúng không? Bà thiên tài. Thì đúng rồi, không không thiên tài thì lên đây là làm sao được. Nhưng mà người ta viết một quyển sách là mất mấy năm, bà viết mấy chục quyển, bà mấy mấy tuổi rồi. Thì có gì cô tìm hiểu rõ thôi, chứ không có biết hết Ok được, được. không biết hết cho mà để chia sẻ cô được cái gì cô hỏi Ok. cô Tại thể cái là nào em biết em chia sẻ, còn không biết thôi. Khi nào đó. Nói chung mình nhớ tên bả là tìm hiểu tại sao là bả là để xuất hiện. Như sau là ví dụ như các bạn học dài nhưng mà các bạn nói từ Nam Yên các bạn chưa chắc là nhớ tên bả nữa, chứ đừng nói. Mình nói tên chó là nhớ liền, kỳ vậy. Rồi tiếp. À còn tại sao người Nhật không dùng đũa để lấy thức ăn tại đũa của người khác? Vì bẩn, vì gấp, vì giống gấp tro cốt, vì không thích, vì không hợp mạng. Rồi cô thương chọn đáp án nào? bẩn, Sai, đó là đáp vì án là không thích. giống giống tro cốt Ủa gì kỳ vậy, đây á. không biết ạ. À, ngày xưa thì Nhật Bản nó có những cái gọi là phong tục như thế này. Ví dụ, hiện tại Việt Nam mình nó cũng có ha, tùy nói chung tùy xã hội thôi. Ví dụ như các bạn chết thì các bạn mộc là thủy táng. Thủy táng là mộc, thủy táng là mộc, tức là mình bỏ xuống nước á, cho mình cho cái xác mình bỏ xuống nước ha, mình tiêu hủy gọi là thủy táng. Rồi thứ hai là địa táng. Địa táng là mình chôn, địa táng là mình cho. Ba là quả táng. Quả táng hiện tại là như là những người mà phi nhung người hay là những người người đó thì họ theo cái đạo đó thì Thiên Chúa giáo gì đó, họ họ quả táng và họ lấy cái cúc tro, họ họ Không, giữ cái cúc tro của thờ Phi thôi. Nhung là không phải là Thiên Chúa gì hết, mà là do là nói chung là tất cả mọi người mà kiểu như vì vì dịch Covid này mà chết là lúc cũng là cũng quỷ mà, chứ Phi Nhung đâu phải Thiên Chúa gì À, đâu. à, đó không rõ Trời ha, ơi. để hỏi hỏi phần cứng người ta mới biết thôi, chứ không có biết rõ. Thì cái dùng này quả táng là thiêu hơn. Rồi tiếp thứ hai gọi là điểu tán. Điểu tán, ngay chữ điểu là mình biết là con chim rồi đúng không? Điểu tán thì tức là người ta có những cái con đàn con chim đó, thì họ họ treo cái xác lên cái núi và để hoặc là họ để cái xác với trong chim nó ăn hết rồi còn cái sốt lại ha, thì nó gọi là điểu tán. Còn hai nữa là quyền tán. À, nghe quyền tán này thì các bạn có khi bà ở đây thì các bạn biết có khi còn điểu tán là quyền tán thì nghe lạ quá không, thì nhưng mà ở ở một đất nước những cái dân tộc trên sống trên núi thường là có khoảng 100 cái người khoa học họ tìm ra họ phát hiện có 100 khoảng 100 cái ngôi mộ, tức là họ vẫn bỏ vô mộ đàng hoàng ha, nhưng mà họ họ chôn không phải chôn nhưng mà nó họ treo lơ lửng giữa cái núi vậy đó, cái đó gọi là quyền tán. Được chưa? Nói chung mà các bạn cũng sau này cũng sẽ thường này, ví dụ như mắt thì thường các bạn ba đi là trong ba cái đầu tiên này, nhưng mà chắc á, hình như không biết mình sao nữa, tự ví dụ như có khi là đất nó thấy các bạn đất nó đông quá thường thường là quy thấy vào quả tán. Cái thiền ghê quá Giờ ha. Cái thiền á, thiền gì? thì cái thiền cái cuối cùng em biết nè. Quyền quyền tán, quyền tán chứ không có thiền. Quyền quyền tán. Ok, quyền tán. À. Nhưng mà quyền tán nó là kiểu như của một số quốc gia thôi, chứ đâu phải lúc Không, địa chỗ nào cũng có địa điểm nào tiện để làm nữa ha. không, cái đó không phải là một số quốc gia mà cái đó là một tập tục của một cái số dân tộc thiểu số trên ít chứ. Rồi tiếp.
phương tiện nào được người Nhật sử dụng nhiều nhất? À. Rồi. Tàu điện ha, họ đi làm bằng tàu điện ha. Tàu điện là các bạn thấy cái buổi sáng mà ở đi làm ở Tokyo nó đông kín người ha, có những cái bác mà trực ga điện họ phải đẩy người ép người vô để cho nó kịp đi để tiến dạ đúng giờ các bạn ha. Nên là và các bạn để ý một điều nữa là chân người phụ nữ nó rất là to ha, cái bắp chuối của họ là nó rất là bự luôn. Đây này, các bạn để ý không? Đây là hình ảnh thật nha. Tại sao các bạn biết không? Đi bộ nhiều quá. Đi bộ nhiều thì nó cũng vẫn chưa có đúng lắm ha. Thật sự đất nước của họ là đất nước đầu dốc á. Đó là Là lý sao? do tại sao cái bắp chân Đầu họ dốc. vậy. Đầu Đi dốc là đầu dốc. sao? Đầu dốc là sao bệnh? Dụ như vẫn là cái đường quốc lộ thôi như hết nhưng mà đi lên thế này này hiểu không, đây mà dù là quốc lộ hết luôn nhưng mà trên đây là cái siêu thị này hay là trường học gì đó thì họ cái nhà họ dưới đây này còn phải phải đi ra và họ đóng nhà hiểu À, không. họ phải trèo lên dốc nên là đi lên mệt không? Mà học quen rồi bạn, chân thì họ nó bự, chân nhiều khi cái chân đàn ông Việt Nam mình chưa chắc bằng cái chân phụ nữ của người Nhật hơn. Vậy mà cô thấy trên mạng mà kiểu như hình mà kiểu như nó để lên thấy chân của phụ nữ Nhật Bản nhỏ xíu y như con búp bê vậy đó. Lại trên mạng nữa, toàn nói chung là cứ coi trên mạng không rồi qua thực tế là vỡ mộng À, á. ai biết thấy coi trên mạng thì kiểu như cũng là từ cái trang web của người Nhật thì tin tưởng chứ Ủa tại người Việt sao cô thấy trên mạng ở đất nước Việt Nam mình nó cái gọi là người ta gọi là chưa đi chưa biết bà nà, đi rồi mới muốn ở nhà cho xong. Và tại sao? Là những cái cảnh đẹp là người ta đều đều đang lên quảng bá bà nà thấy đúng không? Bà nà hay vô đúng. Thế nha, thì nhưng mà đi rồi mới vỡ mộng. Nhưng mà như là cái Vạn Lý Trường Thành đó, nó khoảng là 21.000 km đúng không? 21, chính xác là 21.196 km. Nhưng mà cái này nó đã sụp đổ nhiều rồi các bạn, nhưng mà vẫn thì họ đưa những cái hình ảnh quảng bá lên là hình ảnh đẹp, hay họ họ chụp cái những cảnh mà có chỗ khúc sụp đổ rồi họ xay lại lại. Có bao giờ họ chụp ngay có khúc mà sụp đổ lở lắc rồi họ đem lên họ quảng cáo để khách du lịch đấy không? Đó là lý do tại sao cái quảng cáo nó khác về cái ngoài là vậy hơn. Nghe nói là thấy có một là sữa gì uống mà trở thành siêu nhân rồi bay rồi gì đâu phải không? Nó các bạn có coi quảng cáo đừng có tin quá rồi nó mạng xã hội nào được người Nhật sử dụng nhiều nhất? Ồ. Like. Đúng rồi ha, like sao trong đây không có like Line kia vậy sẽ màu xanh xanh á, xanh xanh à, cái biểu tượng thì cũng tùy chứ nhiều khi có những cái ảnh nó không có màu xanh ha, màu xanh xanh dương lá cây thì là like. Và người Trung thì họ sử dụng cái WeChat ha. Này, còn đây là biểu tượng của Twitter này ha. Còn đây là Instagram. Còn đây là Facebook đây. Winter là cái đây, còn cái đây không biết hai mấy cái đây là gì đây bình. Ba cái đây bằng bình biết không? nào. Đây. Rồi cái đây. Cái đây. Này cái mê là Pinterest là kiểu như Pinterest đó là cái trang về hình ảnh kiểu như là mình tìm hình ảnh nhiều hình ảnh đẹp lắm Vậy không? còn cái tên muốn biết T thì T là trong Winter thành có tài khoản đây ha, thành có nói chuyện có cái bạn mấy nước ngoài nói chuyện có gì ở đây. Còn cái đây không biết này. cái Ngoài chữ T cái đó là gì chứ, cái chữ T đó là gì chứ, nó là Winter T W A T hay Winter Winter Twitter hả, của Mỹ hiểu không? thì có sử dụng ở đây ha, có kết bạn như mấy nước Ủa ngoài nói Twitter chuyện là con chim mà. phải không đó, hay chữ T Trời ơi, cái chữ T là chữ gì cái gì? chứ Chữ T đó là phải Twitter đâu, Twitter là con anh chim này nè. à, vậy chữ T là Con gì chữ chữ gì T là gì?
Cô biết không? Mình có tìm hiểu không? Không kiếm cái hình gắn vô thôi chứ tìm À, gì. rồi rồi, ok. Tìm làm gì. Rồi. Đây, tiếp. À. Mấy cái đây hình như bữa trước có hỏi Bình này. Rồi, Fujiko Fujio, đây là của con nã của Fujiko Fujio là của Doraemon. Còn Oda Ejiro đây là của Conan này. Còn Aoyama Gosu là của bảy viên ngọc rồng. Toriyama Akira là của đá tặc ha. Đó. Đoán chính xác là cái Dạ. câu của Kobe. Không phải. Chị gâu. Dần dần chị gâu. Gấu Conan à, để từ Đấy. cái đây là từ nó là cái đây là của bạn Doraemon này. À đây đây, UC nhầm nhầm nhầm. Cái đây là bảy viên ngọc rồng này, của đây là của đảo hải tặc này. Nhầm ha. Câu C ha. Đúng Đúng. Bình. Ừ. Cái này đó, cái này hỏi mấy cô thương chứ cô. Cô bó tay rồi, cô không có biết gì mấy cái đây rồi. Lần này là chỉ có nhắm mắt chọn đại thôi. Ừ. Lúc Ở Nhật đầu là có hú một thôi. chương trình về các siêu nhân anh hùng mà ngay cả trẻ em và người lớn cũng rất thích, đó là Anime Hero, Superboy, Kamen Rider, Hero Man. Cái này là ngày xưa là năm nêu siêu nhân đúng không? Băng là đáp án B và đáp án D, nhưng mà chọn là chọn đáp án B. Cô thường chọn đáp án nào? Rồi con không có biết cái này, chắc chọn D đi. Là đáp án gì Bình? Dạ C. C. Kamen Rider là những người đàn không? Yeah, con muốn em nói về sở thích my favorite, sở thích của em. Ok. Rất là thích nghe Bình chia sẻ với đây. Kamen Rider và còn một thể loại nữa là Super Sentai, là kiểu như là một cái loại hình giải trí mà nó rất là nổi tiếng của Nhật, kiểu như là mấy đứa kiểu như là nói chung là siêu phim siêu nhân, nhưng mà kiểu như là mấy đứa con nít nó coi thì nó cũng chỉ nghĩ là biến hình, nhưng mà người lớn người ta coi thì người ta lại biết xe biết người ta sẽ thích về những cái gì không, về những đồ chơi của nó người ta sưu tập, với lại là nó thứ nhất là nó rất là đẹp, kiểu như là phim này cái sao ta hình cái những người ta Nó đồ có họa nó rất là đẹp nha, đúng rồi, ảo nó có cái thẻ để này nè, có nó có thẻ mà để chơi rồi đổi rồi quy ra tiền luôn đó bạn, sưu tầm thẻ và có thể giá trị thẻ nó tăng lên tiền luôn, nó có những cái cuộc bài á. camera kiểu như là kiểu như dân mà dân trong kiểu như dân kiểu em dân mà sưu tập giống mới biết là kiểu như là Kamen Rider là chỉ có một siêu nhân và người ta sẽ biến hình bằng thắt lưng thì gọi là Kamen Rider. Người ta sẽ sử dụng những thắt lưng này nè, thắt lưng mà những cái người đang đeo á thì gọi là Kamen Rider. Còn Super Sentai thì giống như là tiếng Nhật thôi, Sentai là phải là một cái biệt đội nào đó thì sẽ gồm 5 người. Thì mấy cái siêu nhân Gao, siêu nhân Cuồng Phong gì á thì gọi là Super Sentai. Những cái mà một người mà đeo thắt lưng biến hình thì sẽ là Kamen Rider. Để em gửi thử một đoạn YouTube mà xem mở coi chung để biết phân biệt thế nào. Đây. Là cái người mà nãy em nói cái Kamen Rider là cái người đó là ngay thắt lưng biến hình, còn cái người mà Super Sentai là ngay chỗ nào biến hình chứ? Chưa nghe hiểu. Chưa hiểu lắm. Thì đợi em xíu em gửi một đoạn phim qua để xem mở qua coi là em giải thích luôn nha.
あんたが何匹インベスを出そうと俺には勝てないぜ。そんなお遊びはもう終わりだ。 à, cái này là comment đi đỡ. Cái này là lấy hình ảnh cái cây và xong rồi. Hả? 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 Hèn gì là biến hình các bạn. Hèn xin biến hình đó. Những cái máy của mình họ làm phim ngoài đi phim kinh khủng lắm các bạn, nên đó là tại sao mình sẽ có được như thế này. Có cái máy mà họ và bạn nào mà học bình vẽ anime hay có những công cụ họ hỗ trợ nhanh lắm. Còn cái đoạn mới gửi là về Super Sentai, kiểu nhìn là biết về Nhật Bản tháng tự. Người ta sẽ biến bằng những cái người ta cầm trên tay và người ta sẽ cùng một đội thì gọi là Super Sentai. Tức là biến phải cùng nhau mới biến được, chứ nếu như mà biến một mình mà cầm cái thắt lưng là không được đúng không? Kiểu như thắt lưng á thì người ta gọi là Kamen Rider là hiệp sĩ mặt nạ. Còn cái Super Sentai thì người ta gọi là biệt đội siêu nhân gì đó, kiểu như gắn tùy dịch cái chữ Nhật ra. Là mình phải cùng đội nhóm mình mới được quyền biến hình đúng không em? Nó có 5 người á. Dạ em mới gửi xin xe bật lên câu chung. Nhìn là biết luôn, nhìn là biết Nhật Bản luôn. Zushinja! Các bạn có nghe tiếng hả? Bữa nay chỉnh sửa lại rồi mà. Có nghe được nữa đi. Shinken Red, Shiba, Takeru. Onajiku Blue, Ikenami Ryunosuke. Onajiku Pink. Đó, cái siêu nhân hồng mà bữa trước các bạn nói các bạn rồi. Siêu nhân hồng là cái người con trai dễ dàng đó. Các bạn cứ nghĩ là con gái, nói chung mình đóng vai con gái. Nhớ lại thời tuổi tôi tuổi thơ của mình ơi. Cái này rất nhỏ, coi bằng cái gì. Đây là lúc trước là thứ. Coi mình. Lúc trước là nhỏ bạn nào cũng thích cái này hết nha. Đúng rồi á, cô cũng có thích nữa. À. Có đĩa luôn. Ủa mà cho cô hỏi cái là cái người hồng và người vàng là hai người nữ đúng không? Đây là đều là hai người nam hay chỉ có người hồng là người nam thôi? Tùy ha. Lúc trước có bên anh kia thì có người hồng là người con trai. Còn người chỉ có một trong năm người đó chỉ có một người phụ nữ thôi. Đó là siêu nhân hồng á. Nhưng mà cái siêu nhân hồng là cái một người đàn ông họ đóng, hiểu không? Chứ mình cứ làm tưởng là người con gái. Cái tiếng cái giọng á y chang người con gái luôn đúng không? Với lại cái bộ dạng nữa thì họ cái đó là họ quá trang ha đó. Rồi giờ em nói thêm xíu nữa. Ok mình chia sẻ thêm nào. Kiểu như cái nền phim, cái kiểu như là cái phim giải trí mà về Kamen Rider và Super Sentai này á, nó thu lợi nhuận á, nhất á, là về những cái mặt đồ chơi, kiểu như là sensei biết mấy cái đồ chơi mà dành cho mấy đứa con trai, mà mấy cái súng ở tiệm tạp hóa mà nó cứ bằng chéo đồ á. Là kiểu như nó là hàng Na. Còn mà kiểu như những cái đồ mà mình mua mà từ hàng Bandai của Nhật á, sensei biết Bandai không?
Sao? Kiểu như là nó là một cái công ty đồ chơi mà nó nổi tiếng của Nhật á, là kiểu như nó trong phim nó tiếng như thế nào thì ngoài đời nó sẽ y chang như vậy luôn, nên cho nên người coi người ta sẽ rất thích, giống như em có này nè, với Wow. sensei với chị không thấy không? Ồ, À trời ơi tao gắn trời, gắn vô thử, cái đó là em biết hình hả? Nói sao? có thật, cái này thật, bạn gắn vô nó sợ ấy, bạn 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 Ê, em biết là siêu nhân hả? bạn Không, đồ chơi thôi, tại nó hay á. À đâu mình gắn vô thử. ủa vậy giờ em ảo thuật cái nào, tức là giờ là em làm nó sẽ ra cái gì vậy? Ý là chỉ là nó chỉ là cái đồ chơi thôi, ra cho chị với lại coi những đi, chị không thấy, chị thấy chị cho chị coi đi. cái hơi lát xíu mình đứng lên nha, đứng lên mới thấy rõ chứ ngồi là không không thấy có rõ đâu. thấy. Trời ơi sao cái gì cũng cố hết rồi. Thấy là sao bạn mấy là cái đây Ơi đúng là mình mua ở trên lai lai giờ đó hay là mua bên Nhật ở gì? là kiểu như là có rất là nhiều hội ở Việt Nam người ta bán À á. đúng rồi, đúng Anh rồi. sưu tập. Kiểu mua mua mấy cái shop mà người ta chuyên về anime đó, lúc trước mấy quần áo hay là cái đi 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 mấy cái lễ hội hóa trang rồi gì đó cosplay á thì nó có cái đó ha, mấy cái đó đắt tiền đó. Cái cục mà bình nãy, cái cục mà nãy làm nghe nó kêu ẻo ẻo ẻo, cục nó kêu bằng cái tên gì chứ mình, Cái này mấy cái này gắn vô đây nè, thấy không? kêu bằng cái quần đai à? Đó, cái mẹ em mới cầm là của cái thằng cuối cùng đó. Cái này À nhưng mà kêu bằng cái gì, cái gì kêu bằng cái gì? Bell, Camry the Bell, Bell thôi, cái gì Camry nó the Bell. Di nịch đó hả? Trời ơi, di nịch của nó mình xịn trò vậy trời. Nhưng mà mình đọc số chuẩn tài khoản của Thương, chuẩn cô gửi rồi mua giùm cô Thương một cái Thương cũng không biết hay gì, thì biết cô chứ muốn mua sao vậy cái đang xỏ vô lần chơi với người ta với coi. biết. Ủa là sao mới mình bỏ vô cái eo mình được luôn hả mình? Dạ cái này là beo, mẹ em tháo cái dây beo ra rồi này, còn một beo nữa Ủa em thích lắm. ủa chị cũng thích nữa, thích ra chợ đó, đi chợ xong bỏ gắn vô. mua mua Ủa gì mua cái mà thiệt? của siêu nhân hồng nha Bình, Ok chứ đừng mua cũng mấy siêu nhân khác của Thương của khoái nữa, khoái nữa mua 5 con chết luôn ạ. À, không có tiền đâu mua. Thì thấy không, bọn Bình sao bạn toàn mấy cái hình mà mấy cái hình anime không, thấy không, công nhận fan Ừ, không, gọi công là fan nhận. cứng như còn cô Thương phần mềm phân nấp lình so sánh Bởi vì người ta đâu có dám so tiện sánh đâu, mà. người ta chỉ đam mê ngôn ngữ mà thôi chứ không có đam mê văn hóa. Ok Đó. tôi thích Kanko Kugo thôi Gì căn cô cười gô gì đó gì đó, căn cô cười gô nãy em được học tiếng Hàn không, Kanko cái gì, Kanko gì đó, Kanko Chi à, chưa, gì Kanko Chi. căn cô chi là gì, là cái nơi Ủa du em thích lịch mà. em. Ồ thì đúng rồi, cô chỉ thích du lịch Nhật Bản thôi chứ đâu có thích văn hóa đâu, đâu có thích anime, đâu có thích coi đâu. Nói chung là Ừ, coi nãy kêu học học ngôn ngữ để ngắm trai đẹp đó. ủa À đâu có nói cái đẹp đâu đúng không Bình, chị chỉ nói là không thích học tiếng Hàn tại vì không thích trai Hàn thôi, chứ đúng đâu có nói là học ngôn ngữ là chỉ ngắm trai đẹp thôi, đó là tôi sơ sơ đặt chuyện đúng không Bình, chị đâu có nói câu đó đâu đúng không em? Công minh nào, rồi, công minh minh bạch đi. rồi đi tiếp ha. À thôi Ok. thôi 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 để cái máy cái này là bữa sau học tiếp nha, nó còn tới 8 slide nữa nên chắc không kịp đâu, giờ tới nay ha, hôm nay đến đây ha, rồi Ok. các bạn nghỉ ngơi nha, rồi bữa sau học tiếp. À chưa giải cái đề nãy mình làm cho các bạn gửi trên cái ship nữa, bữa sau sẽ chỉ cho các bạn luôn. Ok nha. Ok vậy Ok. nha, Chào, bạn nghỉ ngơi Oyasumi nasai. Cảm ơn hay mọi người rất Oyasumi nasai. nhiều. Ok.